Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về phần ước lượng các tham số của tổng thể. Các bạn học thống kê xong, các bạn có thể quên gì thì quên, nhưng không nên quên hình này ha. Sơ đồ này thể hiện một cái tư tưởng bản chất của thống kê. Thống kê tức là một bài toán thực hiện trên mẫu, và chúng ta dùng mẫu này để suy diễn ra tổng thể. Bản chất của thống kê là như vậy. Các bạn biết chúng ta không thể nghiên cứu cho cả tổng thể mà chỉ có thể nghiên cứu trên mẫu và dùng mẫu này suy diễn cho cả tổng thể. Như vậy, làm sao để chúng ta có thể suy diễn? Chúng ta có thể dùng ước lượng và kiểm định giả thuyết. Ở đây nó có hai phạm vi, đó là mẫu và tổng thể. Chúng ta không biết tổng thể nên phải dùng mẫu để suy diễn. Các bạn phải nhớ một điều là như vậy. Vậy thì ở chương này và chương sau chúng ta sẽ nói về ước lượng và kiểm định giả thuyết. Đây là hai chương trong rất quan trọng trong thống kê. Chúng ta có hai khái niệm cần phải phân biệt, đó là ước lượng điểm và ước lượng khoảng. Ước lượng điểm chính là một điểm các bạn thấy trên cái đoạn thẳng phía dưới, chính là một điểm chúng ta ước lượng. Ví dụ như là mi có ước lượng điểm là x ngang, tức là từ một cái trị số của mẫu chúng ta suy ra tổng thể. Và một khái niệm thứ hai đó là ước lượng khoảng. Ước lượng khoảng tức là bằng một khoảng trị số, và cái điểm chấm ở giữa cái đoạn thẳng phía dưới chính là ước lượng điểm, cộng thêm một trị số ở cận trên và trừ đi một trị số ở cận dưới. Nó tạo ra một khoảng gọi là khoảng tin cậy, hay là gọi là ước lượng khoảng, cho chúng ta thêm khả năng về biến thiên nằm ở trong đoạn đó, chứ không phải chỉ là một điểm mà chúng ta ước lượng như là ở trong trường hợp ước lượng điểm ha. Chúng ta có thể ước lượng điểm các tham số chúng ta đã học. Ví dụ như là với x ngang, chúng ta có thể suy ra mi bằng x ngang. Hoặc là chúng ta biết PS tức là gì, tỷ lệ của mẫu, chúng ta có thể suy ra tỷ lệ của P ha. Tuy nhiên, người ta phải sử dụng ước lượng khoảng để làm gì? Bởi vì chúng ta chỉ có thể khảo sát trên một mẫu, nhưng chúng ta vẫn muốn biết được biến thiên của các mẫu khác như thế nào. Do đó, ước lượng khoảng có tính tới biến thiên của tham số mẫu từ mẫu này so với mẫu khác. Và nó cho biết thông tin về một cái tham số của tổng thể như là mi hay là tỷ lệ P nằm trong một cái khoảng gọi là khoảng ước lượng, không bao giờ chắc chắn được 100%. Chúng ta thấy như cái hình chuông ở dưới, mi nằm trong khoảng từ cộng trừ sigma, cho thấy là khoảng 68% quan sát là nằm trong khoảng đó, gọi là khoảng ước lượng đó. Và trong khoảng cộng trừ 2 sigma thì có 95% quan sát nằm trong đó. Tương tự như vậy, trong khoảng cộng trừ 3 sigma là chỉ có 99,7% nằm trong khoảng đó ha. Ở đây có hai khái niệm mà các bạn cần phải phân biệt. Một là độ tin cậy, hai là khoảng tin cậy. Và người ta còn ký hiệu là chữ L và chữ U, tức là giới hạn trên và giới hạn dưới. Độ tin cậy chính là xác suất để cho A nhỏ hơn theta nhỏ hơn B. Ở đây theta là một tham số của tổng thể. Cụ thể, theta có thể là trung bình, có thể là tỷ lệ của tổng thể. Như vậy, các bạn hiểu theta có thể là mi hoặc có thể là P. Xác suất để theta nằm trong khoảng A lớn, B lớn thì người ta gọi là độ tin cậy. Độ tin cậy và được ký hiệu là 1 trừ alpha các bạn. Như vậy, nói tóm lại, độ tin cậy nó chính là xác suất. Còn trong khi đó, khoảng tin cậy, nghe khoảng là các bạn biết, nói về một phạm vi A, B, đúng không? Do đó, đây là sự khác biệt các bạn cần phải hiểu.
Trong thực tế, người ta thường dùng 3 mức độ tin cậy. 1 là độ tin cậy bằng 90%, 2 là độ tin cậy bằng 95%, 3 là độ tin cậy bằng 99%. Tùy mình, khi các bạn nghiên cứu có thể chọn một trong 3 loại độ tin cậy này. Độ tin cậy bằng 1 trừ alpha nghĩa là sao các bạn? Nghĩa là xác suất từ một cái số nào đó cho đến một cái cận bên phải thì sẽ bằng 1 trừ alpha ha. Như chúng ta lúc nãy nói đó là xác suất từ A lớn nhỏ bằng theta cho đến B lớn là bằng 1 trừ alpha. Và chúng ta quan sát ở hình bên chúng ta thấy xác suất từ người ta ký hiệu xác suất từ trừ z alpha chia 2 cho đến z alpha chia 2 là bằng 1 trừ alpha. Có nghĩa là phần màu xanh nhé các bạn. Tổng hai phần màu xanh đó là bằng 1 trừ alpha diện tích. Còn hai phần màu trắng ở hai đuôi bên cạnh thì sẽ còn là gì? Còn alpha, bởi vì tổng diện tích dưới hình chuông là 1 ha. Ở giữa là 1 trừ alpha, vậy thì ở hai bên là còn alpha. Vậy mỗi bên là alpha chia 2 vì hai bên bằng nhau mà. Bây giờ chúng ta tính diện tích phần màu xanh ở giữa như thế nào? Chúng ta đã biết ở chương trước, chương xác suất đó hả, là hai diện tích hai phần màu này bằng nhau, do đó sẽ bằng hai lần của xác suất từ 0 cho đến z alpha chia 2 sẽ bằng 1 trừ alpha. Suy ra xác suất từ 0 đến z alpha chia 2 bằng 1 trừ alpha chia 2. Bây giờ chúng ta sẽ xét các trường hợp cụ thể. Trong trường hợp đầu tiên, khi độ tin cậy là 90% thì nghĩa là sao các bạn? Nghĩa là 1 trừ alpha bằng bao nhiêu? Bằng 0,9. Các bạn lưu ý chúng ta phải viết là 0,9 chứ không phải là viết 90%. Dưới dạng xác suất thì chúng ta ghi 1 trừ alpha bằng 0,9. Như vậy, khi thay vào chúng ta sẽ được xác suất của 0 nhỏ hơn bằng z nhỏ hơn bằng z alpha chia 2 sẽ bằng 0,9 chia 2 bằng 0,45. Các bạn tra trên bảng bảng z, các bạn tra ngược, tức là chúng ta tìm ở giữa bảng xem có xác suất nào gần với 0,45 hay không, hay đúng bằng như vậy. Và chúng ta từ đó suy ra cột và hàng và tìm được z alpha chia 2 bằng 1,645 ha. Đây là cách tra ngược chứ không phải tra xuôi từ hàng và cột suy ra xác suất như hôm trước các bạn làm. Và ở trường hợp thứ hai, tương tự, khi độ tin cậy là 95% thì chúng ta ở trường hợp này có 1 trừ alpha bằng bao nhiêu? Bằng 9 bằng 0,95. Tương tự, khi tra bảng ngược như vậy, chúng ta sẽ được z alpha chia 2 bằng 1,96. Trường hợp thứ ba, khi độ tin cậy là 95% thì 1 trừ alpha bằng 0,99, rồi 1 trừ alpha chia 2 là 0,99 chia 2 bằng bằng bao nhiêu đó, rồi các bạn sẽ suy ra, tra bảng ngược suy ra z alpha chia 2 bằng 2,575. Đây là ba độ tin cậy phổ biến nhất mà người ta thường dùng nhất trong thống kê, đó là độ tin cậy 95%, độ tin cậy 99% và độ tin cậy 90%. Có sách thì người ta ghi rằng là 1,64 chứ không phải 1,645 trong trường hợp độ tin cậy là 90% các bạn. Có sách thì họ lại ghi là 2,58 chứ không phải 2,575 như chúng ta làm ở đây. Tuy nhiên điều đó cũng không ảnh hưởng gì cho đến kết quả, bởi vì việc tính toán trong ước lượng là mang tính chất tương đối, không thể chính xác 100% được các bạn. Và chúng ta tính ba cái z alpha trên 2 trong ba trường hợp độ tin cậy này để các bạn có thể thấy rằng từ đâu mà chúng ta có kết quả ba số này ở trong bảng z alpha trên 2 ở ở phần tiếp theo. Còn một khái niệm nữa mà chúng ta cần phải tìm hiểu đó là hệ số tin cậy. Hệ số tin cậy này khác với độ tin cậy lúc nãy các bạn đã tìm hiểu. Độ tin cậy, ví dụ người ta nói là độ tin cậy là 95% thì có nghĩa là 1 trừ alpha bằng 0,95. Suy ra alpha sẽ bằng 1 trừ 0,95 là bằng 0,05.
Và ở đây 0,05 người ta gọi tên của nó chính là hệ số tin cậy alpha. Các bạn thấy là độ tin cậy nói đến độ, tức là nói đến phần trăm ha. Còn nói đến hệ số tin cậy, tức là một số, người ta ký hiệu đó là alpha, gọi là hệ số tin cậy. Hơn nữa, trong một số bài toán thì các bạn thấy đề bài yêu cầu tìm khoảng ước lượng. Tuy nhiên, một số bài toán khác lại là tìm khoảng tin cậy. Và hai khái niệm này hoàn toàn là tương đương nhau, nên các bạn lưu ý khi làm bài tập. Trước hết, chúng ta sẽ nói về ước lượng cho trung bình, hay là gọi là khoảng tin cậy cho trung bình. Vậy bản chất của ước lượng là gì? Là dựa vào trung bình mẫu, dựa vào x ngang chúng ta trừ đi một đoạn và cộng đi một đoạn, cộng thêm một đoạn. Chúng ta nói nôm na là giống như là trừ hao cộng trừ epsilon. Giống như một số loại bao bì mà các bạn thấy người ta ghi rằng là 500g cộng trừ 2g. Đó chính là gì? Khoảng tin cậy của trung bình đó. Chúng ta nói rằng trung bình của tổng thể mi là thuộc khoảng x ngang cộng trừ epsilon. Vấn đề ở đây chúng ta tính epsilon bằng cách nào? Thì đây chính là công thức phía dưới các bạn thấy. Epsilon sẽ phụ thuộc vào 3 con số. Số đầu tiên chính là phụ thuộc vào Z hay là T, đó chính là thể hiện độ tin cậy. Còn sigma là độ lệch tiêu chuẩn, thể hiện độ phân tán. N chính là kích thước mẫu. Chúng ta xem xét hai trường hợp. Thứ nhất là nếu chúng ta biết sigma, tức là biết được độ lệch chuẩn của tổng thể, thì mi lúc này sẽ thuộc khoảng x ngang cộng trừ z alpha chia 2 sigma chia căng n. Như vậy chúng ta thấy epsilon ở đây chính là bằng z alpha chia 2 sigma chia căng n. Trong trường hợp sigma chưa biết thì chúng ta thay sigma thành s. Ở đây nếu chưa biết sigma thì chúng ta phải xét đến n, tức là n lớn hay nhỏ hơn 30. Nếu n lớn hơn hoặc bằng 30 thì chúng ta vẫn sử dụng như trong trường hợp trên, chỉ có thay sigma bằng s thôi. Chính là lúc đó mi thuộc khoảng x ngang cộng trừ z alpha chia 2 s chia căng n. Và ngược lại, trong trường hợp n nhỏ hơn 30 thì đến lúc này chúng ta phải áp dụng một loại phân phối mới là phân phối Student. Lúc này mi sẽ thuộc khoảng x ngang cộng trừ t alpha chia 2 n trừ 1 nhân s chia căng n. Và lúc này chúng ta phải tính alpha chia 2 và chúng ta phải tính n trừ 1. Trong trường hợp này n trừ 1 người ta gọi là bậc tự do ha. T tuân theo phân phối Student với bậc tự do là n trừ 1. Trong đó tại sao người ta lại có được T, là bởi vì người ta đổi biến T bằng x ngang trừ mi chia s chia căng n. Đây là bảng một số độ tin cậy và giá trị tới hạn tương ứng thường gặp. Độ tin cậy tính là 1 trừ alpha viết ở dạng phần trăm là 100% đó các bạn. Là ở các trường hợp chủ yếu mà chúng ta biết trước đây người ta hay dùng trong thống kê, đó là 90%, 95%, 99%. Khi 1 trừ alpha 100 nhân 100% bằng 90% thì lúc đó 1 trừ alpha viết dưới dạng xác suất là 0,9, đúng không? Suy ra alpha bằng 0,1, suy ra alpha trên 2 là bằng bao nhiêu? Bằng 0,05. Và từ đó chúng ta suy ra z alpha trên 2 bằng 1,645, là chúng ta đã làm ở phần trước. Lúc chúng ta tìm xem là từ đâu người ta có các con số 1,645 ha. Và trong trường hợp 95%, lúc đó chúng ta cũng tìm ra được, tra bảng ngược chúng ta cũng được z alpha chia 2 bằng 1,96. 99% thì chúng ta được z alpha trên 2 là bằng 2,575, hay ở đây đây là bảng ở trong sách của thầy Hoàng Trọng thì đó là 2,58. Và các bạn lưu ý một điều là khi chúng ta tra bảng này thì chúng ta hãy tra bằng cách tra cái số, ví dụ các bạn tìm ra z alpha trên 2, dĩ nhiên ở phần
tìm khoảng ước lượng này thì chúng ta sẽ sử dụng alpha chia 2. Do đó khi z alpha chia 2 bằng z của 0,025 thì các bạn hãy tra cái cột nào mà có số 0,025 á, rồi chúng ta tra số qua là 1,96. Tại sao cô lại nói điều này? Bởi vì nó sẽ dễ gây nhầm lẫn ở chương kiểm định phía sau, nên các bạn lưu ý khi tra chúng ta hãy tra z của 0,025 bằng bao nhiêu, chứ không phải chúng ta quan tâm đến việc alpha hay alpha chia 2 ha. Và một bảng nữa chúng ta cần phải tra, đó là bảng phân phối student, tức là cái bảng 2 trong cái bảng phía sau sách của thầy Hoàng Trọng mà các bạn đã photo á, bảng thứ 2. Ví dụ trong trường hợp nếu các bạn tìm t của 0,025 bậc tự do là 19, tức là n trừ 1 bằng 19 bằng bao nhiêu, thì các bạn sẽ mở bảng tra 2 ra và xem dòng nào có số 19. Đó, chúng ta tra dòng là bậc tự do và xem cột nào có số 0,025. Tra dòng và cột, chúng ta xem cách nhau ở đâu, thì đó chính là giá trị t mà chúng ta cần tìm. Trong trường hợp này các bạn thử tra xem có đúng là cách nhau tại 2,093 hay không. Chúng ta phải tập tra bảng này để chúng ta mới biết cách làm bài. Bạn nào chưa từng tra bảng z cũng như chưa từng tra bảng t sẽ rất dễ nhầm lẫn dòng này qua dòng khác. Chúng ta xem xét một ví dụ để minh họa lý thuyết chúng ta vừa học. Đề bài cho biết n bằng 100, tức là kích cỡ của mẫu bằng 100, x ngang trung bình mẫu bằng 29,698, sigma, tức là độ lệch chuẩn của tổng thể, bằng 0,05. Với độ tin cậy 95%, hãy tìm khoảng ước lượng của trung bình tổng thể. Khi làm các dạng bài này, các bạn lưu ý, đầu tiên chúng ta phải xem xét thử rằng đề bài cho chúng ta biết sigma hay không. Trong trường hợp này chúng ta biết là sigma ha. Chúng ta phải cẩn thận giữa việc sigma hay s. Nếu đề bài cho độ lệch chuẩn tổng thể, đó mới là sigma. Còn nếu khi người ta nói rằng là lấy mẫu n bằng bao nhiêu đó với độ lệch chuẩn là như vậy, trong trường hợp đó là s. Các bạn phải phân biệt kỹ hai trường hợp sigma hay s, bởi vì nếu nhầm lẫn thì sẽ gây có thể dẫn đến kết quả sai lệch. Đề bài cho biết độ tin cậy bằng 95%, nghĩa là 1 trừ alpha bằng 0,95. Chúng ta đã làm thử trước đây rồi đó. Suy ra alpha bằng bao nhiêu các bạn? Bằng 1 trừ 0,95 bằng 0,05. Như vậy alpha trên 2 bằng 0,025. Suy ra z alpha trên 2 bằng z của 0,025. Chúng ta không cần giải lại cái bài toán tìm diện tích ở dưới hình chuông màu xanh lúc đầu nữa, mà chúng ta chỉ cần tra cái bảng phía trước thì chúng ta biết được z của 0,025 là bằng 1,96. Chúng ta tra cái bảng giá trị tới hạn. Lúc này, trong trường hợp đã biết sigma thì chúng ta chỉ cần tính z alpha trên 2 thôi là xong. Như vậy khoảng ước lượng của mi với độ tin cậy 95% là mi thuộc x ngang cộng trừ z alpha chia 2 sigma chia căn n. Các bạn thay số vào, cô có thể viết dưới dạng cộng trừ epsilon hoặc là viết thành khoảng là trừ epsilon đến x ngang cộng epsilon. Hoặc cô có thể viết là dưới dạng là mi nhỏ hơn hoặc nhỏ hơn cái gì đó, lớn hơn cái gì đó ha. Các bạn đã biết lúc học cấp 3 rồi, tức là chúng ta có thể viết dưới dạng khoảng hoặc là viết dưới dạng lớn hơn. Các bạn thay số vào và được kết quả mi thuộc khoảng từ 29,6882 cho đến 29,7078. Các bạn lưu ý chúng ta nên để 4 chữ số thập phân để đảm bảo độ chính xác hơn. Một ví dụ tiếp theo, đề bài của chúng ta là khi đo trọng lượng của 25 bé trai 8 tuổi tại một ngôi làng,
Kết quả trọng lượng trung bình là 26,06 kg, độ lệch chuẩn là 1,61 kg. Ước lượng trọng lượng trung bình của bé trai 8 tuổi ở lạng này với độ tin cậy 90%. Như vậy chúng ta xem số 25 ở đây đề bài cho là gì? Các con số ở đề bài cho có ý nghĩa gì? Trước khi làm một bài tập thống kê, các bạn phải phân tích đề bài. 25 này chính là n nhỏ hay n lớn? 25 chính là gì? N nhỏ khi họ lấy mẫu 25 bé trai á. Kết quả trọng lượng trung bình là 26,06. Kết quả có nghĩa là gì? Là sau khi họ lấy mẫu và được trọng lượng trung bình, có nghĩa là ở đây chúng ta dùng ít ngang 20. Đó chính là ít ngang bằng 26,06. Và độ lệch chuẩn 1,61. Tức là sau khi họ đo 25 bé trai này được độ lệch chuẩn là 1,61, các bạn phải lưu ý, nghĩa là ở đây là S chứ không phải là sigma. S ở đây bằng 1,61. Độ tin cậy của đề bài là 90%. Suy ra 1 trừ alpha bằng 0,9. Suy ra alpha bằng 0,1. Suy ra alpha trên 2 bằng 0,05. Và lưu ý là bài này chúng ta không biết sigma. Không biết sigma thì chúng ta dùng S thay cho sigma, đúng không? Và chúng ta phải xét đến n là lớn hơn bằng 30 hay nhỏ hơn 30. Ở đây n bằng 25, nhỏ hơn 30. Suy ra chúng ta phải áp dụng phân phối T student. Trong trường hợp này T bằng bao nhiêu các bạn? T của alpha trên 2 n trừ 1 sẽ bằng T của 0,05. Và bậc tự do là 24. Các bạn tra bảng phân phối student bảng 2 á, sẽ được kết quả là 1,7109. Như vậy, khoảng ước lượng cho mi với độ tin cậy 90% là mi thuộc ít ngang cộng trừ T alpha chia 2 N trừ 1 nhân S chia căn N. Các bạn thay số vào và chúng ta được kết quả là mi thuộc 25,5090 cho đến 26,6109. Như vậy trọng lượng trung bình của trẻ em trong làng này được ước lượng trong khoảng từ 25,51 kg cho đến 26,61 kg với độ tin cậy là 90%. Các bạn thấy với độ tin cậy khác nhau thì kết quả ước lượng sẽ khác nhau. Chúng ta vừa tìm hiểu về khoảng tin cậy của trung bình tổng thể. Bây giờ chúng ta sẽ xem khoảng tin cậy của tỷ lệ tổng thể là như thế nào. Tương tự thì P sẽ cũng thuộc khoảng từ PS cộng Epsilon và PS trừ Epsilon. Ở đây Epsilon sẽ bằng Z alpha chia 2 nhân căn của PS nhân 1 trừ PS chia cho N. Và Z alpha chia 2 chúng ta đã biết lúc trước, đó chính là giá trị tới hạn. Còn phần trong căn là gì các bạn? Nếu bạn nào còn nhớ thì phần trong căn, căn PS nhân 1 trừ PS chia N chính là độ lệch chuẩn của tỷ lệ mẫu, hay còn gọi là gì các bạn? Sai số chuẩn, đúng không? Do đó, người ta tổng quát hóa lên công thức của ước lượng khoảng là bằng ước lượng điểm cộng trừ giá trị tới hạn nhân với sai số chuẩn. Ước lượng điểm thì chúng ta biết rồi, giá trị tới hạn chúng ta cũng biết rồi. Sai số chuẩn chúng ta cũng đã biết, tức là ít ngang có sai số chuẩn là sigma ít ngang. PS có sai số chuẩn là sigma PS. Hai trị số sigma này chúng ta đã tính ở chương trước. Chúng ta xét một ví dụ ở phần tỷ lệ của tổng thể này. Ví dụ này cho biết, chọn ngẫu nhiên 100 người thì thấy 25% số người thuận tay trái trong ăn uống. Hãy xây dựng một khoảng ước lượng cho tỷ lệ người thuận tay trái trong tổng thể với độ tin cậy là 95%. Thì với độ tin cậy 95% thì chúng ta suy ra là 1 trừ alpha bằng 0,95. Như vậy alpha bằng 0,05, alpha trên 2 bằng 0,025. Và chúng ta cũng nên nhớ một số
cái trị số liên quan đến z alpha trên 2 chúng ta nên học thuộc lòng. Ví dụ z alpha trên 2 của bằng z của 0,025 là bằng 1,96. Ta nên nhớ khi 1 trừ alpha bằng 95% thì z alpha trên 2 bằng 1,96. Để chúng ta đỡ phải tra bảng mỗi lần làm bài, chúng ta nên nhớ 3 trường hợp ở độ tin cậy 95%, 90% và 99%. Như vậy, khoảng ước lượng của P với độ tin cậy 95% là P sẽ thuộc khoảng PS cộng trừ Epsilon. Epsilon ở đây của chúng ta bằng Z alpha trên 2 nhân căn của PS nhân 1 trừ PS chia cho N. Và theo đề bài chúng ta thấy, 25% số người thuận tay trái nếu chúng ta đặt P là số người là tỷ lệ người thuận tay trái trong ăn uống, thì ở đây PS của chúng ta là bằng 0,25. Bởi vì khi chọn mẫu 100 người thì thấy 25% số người thuận tay trái, có nghĩa là 0,25 ở đây là tỷ lệ của mẫu. Cộng trừ với z alpha trên 2 trong trường hợp này chúng ta vừa tính ra là 1,96. Và chúng ta thay PS vào trong căn N bằng 100, chúng ta được kết quả cuối cùng P thuộc khoảng 0,1651 cho đến 0,3349. Như cô nói lúc trước, các bạn nên sử dụng 4 chữ số ở phần tập phân để đảm bảo độ chính xác khi làm bài. Trong trường hợp đề bài cho chúng ta biết epsilon và chúng ta phải đi tìm kích thước của mẫu, tức là tìm n nhỏ, thì chúng ta làm như thế nào? Trong trường hợp ước lượng cho trung bình tổng thể, nếu biết được epsilon thì chúng ta biết công thức epsilon rồi, epsilon bằng z alpha chia 2 sigma chia căn n. Vậy suy ra n bằng bao nhiêu? Chúng ta chỉ việc nhân chéo chia ngang ra thì sẽ bằng z alpha chia 2 nhân sigma chia epsilon tất cả bình phương. Và chúng ta lưu ý một điều, đó là epsilon chúng ta biết đó gọi là sai số ước lượng. Ngoài ra người ta còn gọi bằng một thuật ngữ khác, đó là biên của sai số. Các bạn lưu ý ha. Trong trường hợp ước lượng cho tỷ lệ của tổng thể thì nếu chúng ta biết epsilon thì chúng ta cũng suy ra n từ công thức của epsilon. Suy ra n sẽ bằng z bình phương alpha trên 2 nhân ps nhân cho 1 trừ ps chia cho epsilon bình phương. Công thức này là ở trong trường hợp tổng thể vô hạn, còn trong trường hợp tổng thể hữu hạn các bạn tìm hiểu công thức ở trong sách, trong giáo trình ha. Chúng ta xem một ví dụ ở phần này. Cho biết tổng thể số ngày nghỉ ốm của nhân viên trong công ty có phân phối bình thường với độ lệch chuẩn là 3 ngày. Nếu muốn khoảng tin cậy 85% của trung bình tổng thể chênh lệch trong khoảng 0,5 ngày so với trung bình mẫu thì cần chọn bao nhiêu nhân viên? Thì chúng ta bắt đầu làm một bài bằng cách phân tích đề. Đầu tiên, số 3 đó nghĩa là gì? Số 3 này người ta không nói là lấy mẫu. Suy ra đây là chính là độ lệch chuẩn của tổng thể, ký hiệu là sigma. Chỉ số thứ hai người ta cho đó chính là 0,5 ngày. Chênh lệch trong khoảng 0,5 ngày tính là epsilon bằng 0,5 đó các bạn. Và cho biết khoảng tin cậy bằng 85% nghĩa là 1 trừ alpha bằng 0,85. Và đề bài yêu cầu tìm n, tức là cần tìm kích thước mẫu, hay là người ta nói rằng đó là cần chọn bao nhiêu nhân viên. 1 trừ alpha chúng ta được đề bài cho biết là bằng 0,85. Suy ra alpha là bằng 0,15 và suy ra alpha trên 2 bằng 0,075. Như vậy, z alpha trên 2 là bằng z của 0,075. Các bạn tra bảng giá trị tới hạn các bạn sẽ được là 1,44. Từ công thức epsilon trong trường hợp này chúng ta biết sigma, do đó epsilon trong trường hợp này là bằng z alpha trên 2 sigma chia căn n. Suy ra n sẽ bằng z alpha trên 2 nhân sigma chia epsilon bình phương. Các bạn thay số vào và được 74,6. Lưu ý ở đây là chúng ta không thể nói là cần nghiên cứu 74,6 nhân viên, bởi vì nhân viên không thể là số lẻ, do đó các bạn làm tròn lên. Vì vậy, để đạt yêu cầu nghiên cứu thì người ta cần chọn 75 nhân viên.
trong trường hợp này. Một ví dụ tiếp theo. Đề bài cho biết, phản ứng của một người trong một loại tắc trắc nghiệm tâm lý có thể phát hiện dưới dạng hai dạng là A hoặc B. Nếu người làm trắc nghiệm muốn ước tính xác suất số người phản ứng loại A trong tổng thể, thì anh ta cần làm thí nghiệm với bao nhiêu người? Cho rằng, người này bằng lòng với kết quả nếu sai số ước lượng là 0,04 và độ tin cậy của bài toán là 90%. Và anh ta kỳ vọng P có giá trị là khoảng 0,6. Các bạn lưu ý, khi chúng ta làm bài toán về tỷ lệ thì chỉ áp dụng cho các cái trường hợp mà có hai biến cố, ví dụ như có, không, nam, nữ, vân vân. Và ở trong bài toán này người ta cho một cái loại trắc nghiệm là có hai dạng A hoặc B, tức là trong một lần thử có hai trường hợp xảy ra thôi đó, hoặc A hoặc B. Do đó chúng ta có thể áp dụng cái cách tìm ước lượng của tỷ lệ tổng thể ở trong bài này. Đề bài cho biết 1 trừ alpha bằng 0,9, suy ra alpha bằng 0,1, suy ra alpha trên 2 bằng bao nhiêu? Bằng 0,05. Và z alpha trên 2 bằng z 0,05 là bằng 1,645. Và số người cần làm thí nghiệm là n bằng, chúng ta áp dụng công thức chúng ta vừa học thôi, bằng z bình phương alpha trên 2 PS nhân 1 trừ PS chia cho epsilon bình phương, thay số vào chúng ta được 405,9. Và chúng cũng như ví dụ trước, chúng ta không thể dùng một số lẻ cho số người được, do đó chúng ta làm tròn gần bằng 406 người trong thí nghiệm này để đạt yêu cầu của thí nghiệm.